Rất hân hạnh được gặp lại tất cả mọi người chúng ta trên kênh YouTube Nhà đất thì Hùng bán nhà của Vấp Tân Bình và quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Buổi chiều ngày nay Hùng sẽ đưa chúng ta đến với một căn nhà góc hai mặt tiền hướng nam, nằm trên trục đường Phan Huy Ích, phường 12 quận của Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là một căn góc hai mặt tiền với diện tích ngang 6, độ dài 14m và thiết kế là một lửng và ba lầu nha mọi người. Chúng ta để ý mặt tiền mặt chính căn nhà mình này, căn nhà rất đẹp. Với hướng chính là hướng nam và hướng bên hông là hướng tây bắc, phù hợp với quý anh chị mình thuộc phong thủy là đông tứ trạch. Và chúng ta để ý mặt tiền mặt chính căn nhà góc hai mặt tiền rất thoáng và cực kỳ đẹp. Hai mặt tiền đường 10m nha mọi người. Đường trước nhà này, con đường 10m thông. Kinh doanh buôn bán đa ngành nghề, vừa ở vừa kinh doanh, làm văn phòng công ty cho thuê. Điều rất là tuyệt vời luôn nha mọi người ơi. Và với một căn góc hai mặt tiền như thế này, chúng ta mua ở, mua làm văn phòng công ty, mua làm kinh doanh showroom spa hay là mua cho thuê đều rất là tuyệt vời. Vị trí vô cùng đẹp, cách mặt tiền đường chính đường Phan Huy Ích của chúng ta khoảng chừng 50m thôi. Đây là con đường trước nhà mình. Con đường này thì hai xe hơi xe tải tránh nhau và quay đầu thoải mái luôn nha mọi người ơi. Rất là tuyệt vời. Chúng ta để ý này. Rồi chúng ta sẽ nhìn chính diện mặt tiền căn nhà mình nhá. Căn nhà ngang 6, độ dài 14m nhá. Với mặt tiền đường 10m thông, kinh doanh buôn bán đa ngành nghề. Và chúng ta sẽ di chuyển vào bên trong căn nhà góc hai mặt tiền này nha mọi người. Căn nhà rất là rộng, góc hai mặt tiền đường 10m, có vỉa hè phía trước là 2m này. Nhà mình có vỉa hè phía trước 2m nha mọi người. Chúng ta di chuyển xe hơi xe máy vào nhà rất là thoải mái và dễ dàng. Vỉa hè rộng thanh thang luôn nha mọi người. Khu vực cổng thì chúng ta ốp đá hoa cương và có cổng sắt đúc mạ đồng phía ngoài. Có mái phía ngoài được lợp ngói. Và đây là khoảng sân 3m của nhà mình. Khoảng sân này chúng ta đậu xe máy nha. Ta đậu rất là nhiều xe gắn máy khác nhau. Và với hướng nhà là hướng chính nam thì rất là mát mẻ cho quý anh chị nào thuộc phong thủy là đông tứ trạch. Và nhà mình thì vừa ở vừa kinh doanh cho thuê là văn phòng công ty đều rất là tuyệt vời. Di chuyển vào phía trong thì chúng ta sẽ có lớp cổng được làm bằng chất liệu là cửa gỗ đỏ. Và cửa nhà mình thì có một lớp cửa cổng 4 cánh và một lớp cửa cổng 2 cánh nha. Nhà mình được thiết kế là một trệt, một lửng, ba lầu với khu vực sân đậu xe máy, gara xe hơi, khu vực phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt thờ và sân thượng trước sau. Và căn nhà mình đang được chào bán với giá hơn 9 tỷ còn thương lượng với anh chủ nhà. Với một căn nhà mặt tiền đường thông đường 10m như thế này và giá bán chỉ có hơn 9 tỷ một chút xíu, một con góc hai mặt tiền với diện tích ngang 6, độ dài 14m thì rất là rẻ rồi nha mọi người. Khu vực gara xe hơi của nhà mình thì chúng ta đậu vừa được xe hơi 7 chỗ này. Đây là một chiếc Mazda CX-5. Chúng ta đậu vừa khít thành khịt luôn. Đậu trong gara xe nhá. Đây là không gian phòng khách và khu vực trần thạch cao ở phòng khách này với đèn chiếu sáng và được hai bên được ốp gỗ. Di chuyển vào phía trong, chúng ta thấy gara xe hơi này thì chúng ta đậu được một chiếc xe hơi Mazda 7 chỗ vừa khít luôn, đóng được cửa luôn nha mọi người. Và với cách thiết kế là một trệt một lửng ba lầu này thì chúng ta sẽ có cửa hậu ở bên hông và có phòng khách trên tầng lửng, phòng bếp phía sau, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Và căn nhà mình nằm cách mặt tiền đường chính đường Phan Huy Ích của chúng ta khoảng chừng 50m thôi. Rất là tuyệt vời cho quý anh chị mình mua ở hoặc là mua làm văn phòng công ty. Và quý anh chị đang xem video trực tiếp căn nhà bán với góc hai mặt tiền đường thông đường 10m đang được Huy Hùng quay phim trực tiếp tại căn nhà. Bên này là khu vực tủ rượu nha mọi người. Tủ rượu với chất liệu gỗ được làm bằng chất liệu gỗ căm xe. Và khu vực cầu thang ở đây thì chúng ta có tay vịn được làm bằng chất liệu gỗ căm xe và đá hoa cương cũng được 10 ly. Và bên trong là không gian bếp của nhà mình. Không gian bếp của nhà mình thì với tủ kệ bếp được làm bằng chất liệu găm xe này. Đây là khu vực để tủ lạnh này, có cửa sổ. Và khu vực tủ bếp cũng như là mặt đá bếp và khu vực bồn rửa chén bát. Phía góc trong này thì chúng ta có phòng vệ sinh cuối nhà, có bồn cầu, lavabo rửa mặt phía ngoài, bồn cầu và vòi tắm hoa sen. Nhà mình thì có nội thất cơ bản thôi. Và bếp nhà mình thì có cửa hậu bên hông này. Đây là cửa hậu ra khu vực mặt tiền hẻm 10m bên hông. Hai mặt tiền hẻm đều là hẻm 10m nhé. Hẻm chính là hẻm 10m thông, còn hẻm bên hông là hẻm 10m cụt sát công viên. Rất là tuyệt vời cho đại gia đình mình vừa ở vừa làm văn phòng công ty. Đây là Hùng quay từ phía trong ra khu vực gara xe hơi. Thì quý anh chị quan tâm có thể alo trực tiếp đến bên Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình.
hoặc chúng ta có thể truy cập trực tiếp vào website của bên mình là nhadathuyhung.com, cũng như trên hệ thống fanpage Facebook Zalo Nhà Đất Huy Hùng bán nhà của Vấp và Tân Bình để chúng ta xem thêm nhiều những mẫu mã nhà bán mới đẹp, giá cả hợp lý và thương lượng trực tiếp chính chủ nha. Khi chúng ta liên hệ xem nhà bên Hùng, chúng ta sẽ được xem nhà, xem giấy tờ cũng như là các vấn đề liên quan đến pháp lý căn nhà và được giảm ngay từ 2 đến 500 triệu đồng một căn. Đây là khu vực không gian tầng lửng, chúng ta thấy có một sảnh phía trước này. Trên này là trần thạch cao và đèn chùm. Cầu thang ép sát bên tường. Và tầng lửng nhà mình có một cái phòng khách trên đây với khu vực cửa kính cường lực 10 ly cách âm. Để chúng ta có thể làm phòng karaoke hay là phòng sinh hoạt gia đình. Đây là tầng lửng nha mọi người. Phòng tiếp khách có máy lạnh được gắn sẵn này. Góc hai mặt tiền thì rất là thoáng mát cho lại gia đình mình luôn. Phòng khách nhà mình có cửa sổ ra bên hông. Đây, ta để ý nhá. Rất tuyệt vời nha mọi người ơi. Đây là phòng vệ sinh của tầng lửng, nhà mình có tới 6 phòng vệ sinh nha, phòng vệ sinh tầng lửng này. Với một căn nhà góc mà lại còn được nhà ngang 6 mét nữa thì rất là hiếm ở địa bàn quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh bây giờ. Ngoài ra thì nó còn những ưu điểm đặc biệt như là đường thông này, mặt bên hông cũng là đường 10 mét, đường trước nhà cũng là đường 10 mét thì rất là tuyệt vời cho đại gia đình chúng ta mua ở, mua làm văn phòng công ty. Ví dụ như căn nhà này mà chúng ta mua làm văn phòng công ty thì rất là tuyệt vời, không còn gì bằng nha mọi người. Rồi Hùng xin mời mọi người chúng ta theo chân Hùng lên tham quan các phòng ngủ căn nhà. Nhà chúng ta sẽ có 4 phòng ngủ nha. Ta sẽ lên tham quan. Chúng ta sẽ tham quan phòng ngủ phía sau trước. Đây là phòng ngủ phía sau với một phòng ngủ có nội thất cơ bản và được làm rất chi là đẹp. Phòng ngủ rất là rộng, có cửa ra ban công và cửa ra khu vực mặt tiền bên hông. Đây là phòng ngủ phía sau, có phòng vệ sinh trong luôn. Đây, vệ sinh chúng ta này. Và phòng ngủ số 2. Nhà góc hai mặt tiền thì rất là thoáng nha mọi người ơi. Phòng ngủ số 2. Phòng ngủ số 2 rộng hơn phòng ngủ phía sau. Thì tất cả phòng ngủ đều có phòng vệ sinh trong cũng như là cửa sổ và cửa ra ban công. Ống máy lạnh được gắn sẵn. Đây là ban công phía ngoài. Với cửa nhôm sinh pha. Rồi lan can thì chúng ta sử dụng là hợp kim sắt sắt đúc nha. Sắt đúc theo kiểu CNC. Đó, đây là khu phố của nhà mình. Rồi chúng ta sẽ lên lầu để tham quan hai phòng ngủ còn lại. Phòng ngủ này thì chúng ta cũng có phòng vệ sinh này. Đó, phòng vệ sinh nha mọi người. Đầy đủ phòng vệ sinh luôn. Ngang 6 mét, độ dài lên tới 14 mét. Và anh chủ nhà đang chào bán cho căn nhà góc này, góc đường rộng này với giá bán là 9 tỷ hơn một chút xíu thôi. Còn thương lượng thì quý anh chị quan tâm có thể alo trực tiếp đến bên Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Với giá bán rất hữu nghị luôn cho đại gia đình mình mua ở, mua làm phòng công ty hay là mua cho thuê. Thì quý anh chị có nhà ý muốn quan tâm đến căn nhà góc đẹp tuyệt vời này thì hãy bốc máy và gọi ngay cho Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Đây là khu vực không gian của phòng ngủ số 4. Ta thấy nó giống y phía dưới nha. Nó giống y chang phía dưới luôn nha mọi người. Nhà mình thì phòng ngủ đang để trống, chưa có nội thất. Chúng ta sẽ di chuyển lên khu vực không gian phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Chúng ta sẽ tham quan khu vực sân thượng sau. Đây là khu vực không gian, khu vực sân phơi, sân thượng sau và phòng giặt. Đây, chúng ta sẽ có khu vực để máy giặt ở đây. Và để máy giặt ở đây xong chúng ta sẽ phơi đồ ở đây luôn nha. Khu vực này đúc hết luôn nha mọi người. Đây này, đúc hết bê tông cốt thép luôn nha.
À, ngoài đây là phòng thờ này. Đây là phòng thờ của căn nhà mình. Phòng thờ rộng như thế này thì chúng ta thờ cúng ông bà tổ tiên nhà mình rất là tuyệt vời. Chúng ta có thể làm phòng ngủ được luôn. Và ngoài này là ban công của phía trước. Nhà này đúc tê 4,5 tấm nha. Ban công phía trước đây rất là mát mẻ nha. Con đường rộng thênh thang cho xe hơi xe tải di chuyển vào nhà thoải mái và dễ dàng. Nằm trên trục đường Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và với giá bán tầm tiền hơn 9 tỷ cho căn nhà này thì rất là tuyệt vời. Quý anh chị quan tâm thì hãy gọi cho bên Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Rồi, nhà đất Hùng xin chào và hẹn lại quý anh chị mình ở những video tiếp theo.